Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mở đầu cho phần tin giải trí hôm nay, xin gửi đến các chị em thông điệp phụ nữ hiện đại, tự tin và độc lập. Thông điệp này sẽ được các nữ diễn viên trong phim Cô Ba Sài Gòn thể hiện khi mặc các trang phục áo dài đã diện tại liên hoan phim Busan trình diễn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 vào tối nay. Còn sau đây, hãy cùng đến với những hoạt động nghệ thuật khác cũng trong chủ đề tôn vinh phái đẹp. Nhà thiết kế Trương Thanh Hải vừa phối hợp với web trẻ thơ giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập thời trang Brainoco tại The Adora Luxury thành phố Hồ Chí Minh. Brainoco gọi theo tiếng Khmer nghĩa là thành phố rừng. Nhà thiết kế muốn hướng ý nghĩ người xem về người phụ nữ thành phố tương lai. Chương trình gồm nhiều hoạt động đặc sắc nằm trong khuôn khổ ngày hội phái đẹp nhằm tôn vinh vẻ đẹp vai trò của nữ giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Tiếp nối là đêm diễn thời trang của nhà thiết kế Phan Anh Tuấn với chủ đề La Rose vào tối nay. Đến với đêm nhạc Một Mảnh Đời số 18 lần này, ca sĩ Uyên Trang đã đem đến khán giả các ca khúc trữ tình ngọt ngào nằm trong album nhạc trữ tình mà cô phát hành thời gian gần đây. Đêm nhạc mang chủ đề Nụ Cười Thiên Thần với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ giàu lòng dân ái và các mạnh thường quân nhằm gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cặp thầy trò trong cuộc thi The Voice là ca sĩ Mỹ Tâm và Đức Phúc cùng với nhiều giọng ca được yêu thích đã mang đến đêm live show bản tình ca mùa thu đặc biệt đầy cảm xúc tại nhà hát lớn Hà Nội. Các màn đơn ca và song ca được đầu tư công phu đã làm nên một không khí âm nhạc đa màu sắc, hấp dẫn khán giả đến phút cuối. Đêm nhạc cũng là món quà ý nghĩa dành tặng cho chị em phụ nữ nhân dịp 20 tháng 10. Ba họa sĩ thuộc ba thế hệ trong một gia đình là Nguyễn Văn Trung, Đào Thành Duy và Nguyễn Trung Hiếu đã mang đến công chúng yêu hội họa những kiệt tác nghệ thuật ấn tượng trong triển lãm Revisited nhìn lại tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Với chất liệu sơn dầu và bột điệp, các họa sĩ đã tạo nên 30 tác phẩm với nguồn cảm hứng và chủ đề khác nhau. Triển lãm diễn ra đến ngày 21 tháng 10. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24giờ@gmail.com. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì Bích Ngân và Đào Duy xin thân ái chào tạm biệt.